Chào bạn nha. Hôm nay show mình giới thiệu đến các bạn cái loại rắc cắm còi của xe máy nha. Hoặc rắc cắm chân dơ le công tắc hay là rắc đấu chân loa của ô tô và nhiều cái công dụng khác nha các bạn nhé. Thì đây cái rắc mình để đây các bạn, quay cho các bạn nhìn thấy cụ thể về cái chiều dài của cái rắc này các bạn. Chiều dài thì mình dí thử kích thước đây, nó rơi khoảng tầm 14 nhá các bạn nhé, 14,5 từ đầu đến cuối nhé. Đấy, dây điện đây các bạn này, nó là dây đồng này, dây đồng đã tuốt một phần đây để cho các bạn thấy luôn. Đấy, đây nó có phần bọc để cách điện này các bạn, bọc cách điện. Đây cái này người ta dùng máy người ta bấm cốt này các bạn, bấm lên cái dây khá là đẹp. Đấy, rắc này các bạn chủ yếu đấu ở trong rắc còi xe máy đấy. Một số cái chỗ vị trí người ta ghim thì các bạn thấy là đây cái chân rắc kiểu này thì các bạn dùng để cài nó vào đấy. Cái này dùng khá là phổ thông phổ biến. Chân các cái công tắc thì cũng dùng cái loại này được. Từ cái loại 4.8 đến 6.3 thì cái này nó vừa với cả chân 6.3 đấy. Thì bạn nào cần cái loại có dây này thì các bạn có thể mua luôn cái này, nó tiện hơn. Các bạn về khỏi cần phải bóp, tất nhiên là máy người ta bóp sẽ đẹp hơn. Trước thì một số bạn cũng hỏi mình thì mình cũng cái hàng này thì mình chưa nhập nên là mình bóp bằng tay, bóp bằng tay nhưng mà nó không đẹp à. Bây giờ nhìn vào nó bóp, bóp vào đây máy người ta bóp thì nó đẹp nhưng mà nó ngắn. Của nhà mình thì mình tự bóp vào, mình cũng dùng kìm ấy. Mình bóp cái loại dây nó khoảng 30 cm thì cũng phục vụ là một số bạn, các bạn cần thì các bạn có thể tìm được shop mình. Mình cũng đã làm một cái video về cái loại đấy, còn cái loại này thì bóp bằng máy nó chuyên nghiệp hơn rồi. Để bạn nào quan tâm thì có thể truy cập theo cái đường link bên dưới phần thông tin của video này nhé. Mình sẽ để cái đường link vào Shopee và Lazada để các bạn có thể đặt hàng cái loại rắc này. Cái này giá nó cũng khá là rẻ, mấy nghìn đồng. Các bạn có thể mua thêm các cái sản phẩm khác trong Shopee nhé. Nhà mình bán nhiều cái loại phụ kiện xe máy khác, cả rắc nối đấy. Thì các bạn cũng chú ý là mình Shopee ấy, thì đối với các cái đơn hàng từ 5.000 trở lên các bạn nhớ nhập cái mã miễn phí vận chuyển vào. Phải nhớ, các bạn nhớ là đơn từ 50.000 trở lên nhé, thì có thể là được giảm cái phí vận chuyển đến 15.000, 20.000 đấy. Còn nếu mà đơn hàng từ 200.000 trở lên thì có thể miễn phí vận chuyển luôn. Nên các bạn chú ý cái đấy. Chứ nhiều bạn mua cũng không để ý cái đấy đâu, mua để bốn mấy nghìn rồi, còn vài nghìn đồng. Thế là được giảm 15.000 thì các bạn lại không để ý. Nó cũng rất là phí. Mình cũng có nhắn tin liên hệ lại nhưng mà các bạn đặt xong các bạn không truy cập lại nữa. Thế là mình vẫn gửi hàng đi hàng ngày. Gửi đến tầm 5 giờ chiều ấy, là nhà mình gửi hàng đi hết. Nên là thấy cũng lãng phí quá. Thì các bạn có thể là kết bạn qua cái số điện thoại này của mình ở trên Zalo để có thể là hỏi số mình về các cái sản phẩm khác. Nhà mình bán rất là nhiều sản phẩm nhé. Thì các bạn cứ hỏi trên Zalo số mình thì mình trả lời sẽ nhanh hơn. Còn các bạn mà nhắn tin trên Shopee và Lazada thì mình cũng ít truy cập lắm. Mình cũng bận. Nên là cũng không phải lúc nào cũng ngồi được máy tính để trả lời ở trên Shopee và Lazada đâu. Các bạn cứ nhắn tin Zalo là dễ nhất. Còn các bạn mà cần nữa thì có thể gọi điện số mình nhé. Thì bạn nào quan tâm có thể đăng cho số mình nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.